trong dịp liên hoan mừng Tết Trung Thu năm 1997 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, cùng các văn nghệ sĩ Âu Lạc và hội viên chúng tôi, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được mời lên khán đài trình bày nhạc phẩm dân ca Cây Trúc Sinh. This song is a Vietnamese folklore, which is composed into music by the master Beethoven of Vietnam Phạm Duy again. You know, the guy with the gray hair that call himself Bodhisattva. He say he want to come back again because he has something to do here. I said to all the people, I said, okay, welcome. Goodbye. I'm not going back. I don't think so. I don't like it. But sometimes it's fun here. Okay, this song I sing because I want to dedicate it to him, the great entertainer of our time. He has made us laugh, he made us cry, and he dedicate all his life to the noble melody of music. And now that, you know, time is ticking, he might believe in us anytime, I will have the honor to sing for him. I know, maybe for first time, and he hopes not the last time. Also, this song I dedicate to you. This song is called The Second Sister, you know, the big sister. In Vietnam, we call God number one, okay? So anything else is, the best could be only number two, you see? So we don't call the first sister, we call second, you know, chị hai. Thành Nam kêu chị hai là vậy đó. That's why they call me second sister. I call myself second sister, yeah? They call me big sister, yeah? So this song is about a person who is in love with the second sister, you know, the firstborn daughter of any family. And it's a very beautiful and very lovable melody and lyric. It's just very simple, simple expression of pure love of the countryside people. Yeah, and he made it into so beautiful music that I hope I don't shame him by my voice. Anyhow, I try my best, and one can only try one's best. And I dedicate it to you so that whenever you miss the second sister, you can think about this song again. Okay? Cây trúc xinh tan tình là cây trúc mọc. Chị hai đứng nơi nào qua lời xin cùng xin đứng nơi nào qua lời xin cùng xin cây trúc xinh tan tình là cây trúc mọc. Chị hãy đứng một mình qua lời xin cùng xin đứng một mình qua lời xin cùng xin cây
đứng đứng một mình qua lời xin cùng xin. Vì vừa thưởng thức bài dân ca miền Bắc Cây Trúc Sinh qua tiếng hát của Thanh Hải Vô Thường Sư trong dịp liên hoan mừng Tết Trung Thu với các văn nghệ sĩ Âu Lạc và hội viên chúng tôi vào ngày 13 tháng 9 năm 1997 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Olaxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu.
tìm người mong. Tìm trong câu thơ khổ, tìm quá tranh tố nữ, tìm trên môi đường ca câu thương nhớ, tìm sâu trong muôn thuở, tìm sau lưng bốn mùa, tìm nhau như thiên cổ, tìm ngàn vương, gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời. Người ơi, quý khán giả, trong tuần này, chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh xin đặc biệt vinh danh nhạc sĩ Phạm Duy, một nhạc sĩ tài hoa của dân tộc đã sáng tác hàng trăm ca khúc bất hủ với nhiều thể loại. Dòng nhạc của ông đã êm ái đi vào lòng người qua bao thế hệ và trở thành một phần di sản văn hóa diệu kỳ của đất nước Âu Lạc Việt Nam. Trong đêm đại nhạc hội từ thiện, những vết tiền thân và tình ca quê hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức nhằm góp phần tương trợ văn nghệ sĩ Âu Lạc tại quê nhà. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngỏ lời cảm tạ các nghệ sĩ tài hoa hiện diện trên sân khấu Long Beach Terrace Theater, California, Hoa Kỳ vào cuối tháng 12 năm 1996. Ngài đặc biệt giới thiệu nhạc sĩ Phạm Duy và các nghệ sĩ Âu Lạc khác đến khán giả ngoại quốc tham dự buổi nhạc hội tuyệt vời này. Quý vị có nhớ cái mà lúc thường thường á nói chuyện với quý vị, sư phụ sự thường giới thiệu nhạc sĩ Phạm Duy á, là ông này nè. Tại sao mà mình nói tiếng Anh? Tại vì khi mà thường thường giới thiệu là giới thiệu với những người ngoại quốc đó, chứ không phải giới thiệu người Việt Nam. Tại Việt Nam ai cũng biết Bồ Tát rồi, mình giới thiệu chi uổng. All these people that you have seen today are the best of the Vietnamese musical and literature sky. They are
the paragon, they are the stars, they are the superior of all the talents that's condensed in their very delicate physical being. I'm very honored to be with them, even just to look at them. When I was young, I never dreamed I can even stand here together with them one day like this. I thank them again. Là người nhiều tuổi nhất ở đây, xin đại diện, có lẽ tôi với anh Thu Hồng bằng tuổi nhau, xin đại diện tất cả các nghệ sĩ ở đây, xin cảm ơn đại sư, cảm ơn ban tổ chức, tất cả quý vị. Từ nhiều thập niên qua, Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn đặc biệt trân quý văn nghệ sĩ Âu Lạc và thường gửi quà Tết với tất cả tấm lòng thân thương của Ngài. Nhân dịp Xuân Canh Dần năm 2010, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi lời chúc Tết cùng quà xuân mừng tuổi thọ nhạc sĩ Phạm Duy. Sau khi được tin nhạc sĩ Phạm Duy vừa trải qua một cuộc giải phẫu, Ngài đã bày tỏ như sau. Tôi rất vui là nhạc sĩ đã bình phục, kính chúc nhạc sĩ vạn sự lành và xin gửi thật nhiều tình thương từ tấm lòng của tôi đối với một kho tàng quốc gia của Âu Lạc. Trong các kỳ phát hình trước của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh, chúng ta đã có dịp lắng nghe những giai đoạn tiêu biểu trong sự nghiệp âm nhạc hoành tráng của nhạc sĩ Phạm Duy và những sáng tác để đời của ông. Là một ca nhạc sĩ từng lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới, những đóng góp nghệ thuật của ông đã bao lần được trân trọng vinh danh. Từng được nhạc sĩ James Drush gọi là Woody Guthrie Việt Nam, hoặc được nhạc sĩ Bill Crawford ví như nhạc sĩ Franz Schubert của nước Áo, có khi còn được báo chí Hoa Kỳ so sánh là Burt Bacharach, Burt Ive. Nhạc sĩ Phạm Duy không những nổi tiếng đối với người dân và đất nước Âu Lạc, mà còn được sự chú ý của giới truyền thông quốc tế như đài BBC của Anh Quốc, Đài Phát thanh Úc Châu và vô số báo chí truyền hình Đại học Hoa Kỳ. Từ báo Mirror Source for South Dakota, không có nghệ sĩ Việt Nam nào nổi tiếng bằng, cũng không có ai được công chúng yêu mến như gia đình Phạm Duy, đến nhật báo Albany Times Union New York, Milwaukee Sentinel, Milwaukee Journal, Journal Times Racine, Wisconsin, Phạm Duy đối với người Việt Nam cũng giống như Irving Berlin, Stephen Foster, Arlo Guthrie và John Denver đối với người Hoa Kỳ vậy. Ký giả Amber H. Dose, The Pensacola Journal, Wichita Eagle, Kansas, nhật báo Baldwin Times, Alabama, nhật báo Dothan Eagle, Alabama. Dòng nhạc và tình khúc dư dương của Phạm Duy đã mang đến cho ông danh hiệu là Thi Bá Việt Nam. Đến hệ thống truyền hình NBC, đài truyền hình CBS, đài truyền hình WSRE TV 23 Pensacola, Florida, WTVY, WCNY TV 24 New York, v.v. Ngoài ra, vào năm 1976, khi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ kỷ niệm 200 năm thành lập quốc gia, đệ nhất phu nhân Betty Ford đã gửi thư cảm tạ những vị đã tham gia trình diễn tại hội nghị thanh thiếu niên, trong số đó có gia đình nhạc sĩ Phạm Duy. Vào thập niên 1970, ông Hamilton Jordan, phụ tá Tổng thống Jimmy Carter, cũng đã viết thư thăm hỏi và chúc những lời tốt đẹp nhất đến gia đình nhạc sĩ Phạm Duy trong thời gian ông cùng hiền thê là nghệ sĩ Thái Hằng và ái nữ ca sĩ Thái Hiền trình diễn tại nhà hát Dothan Opera House. Trong một bài báo với tựa đề Nhạc của ông nối liền các thế hệ, ký giả Rick Vandercniff của nhật báo Los Angeles Times đã tường thuật buổi phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Duy trích đoạn như sau. Ông cho biết di sản của ông rất đơn giản, mặc dù sự nghiệp của ông luôn đổi thay, đời sống là tranh đấu, đời sống là yêu thương. Nhạc Phạm Duy giống như một dòng suối yêu thương, biến thể thành một dòng sông yêu thương. Tôi hãnh diện là suốt cuộc đời tôi đã hát về yêu thương. Bên kia bờ đại dương, ký giả Nhật Bản Satoshi Hayasaki của tạp chí Âm nhạc Thế giới Thời Nay đã viết: âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy thật vô cùng bao la. Ký giả Hayasaki cũng đã gọi nhạc sĩ Phạm Duy là một đại nhân của âm nhạc Việt Nam. Hiyoshi Akihiko, một thân hữu của học giả Đỗ Thông Minh tại Nhật Bản, đã biên thư chia sẻ: những lời nói của nhà nghệ thuật tài ba này sẽ mãi mãi là lương thực của tôi. Nhạc sĩ Phạm Duy là tác giả của nhiều quyển sách có giá trị cao về âm nhạc, lịch sử và văn hóa như Âm nhạc Việt Nam do Đại học Southern Illinois xuất bản bằng tiếng Anh vào năm 1974. Khắp nơi trên thế giới hiện nay có nhiều hội nghiên cứu nhạc Phạm Duy, bao gồm Âu Lạc,
Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Nga, Hung Gia Lợi, Đức, Hà Lan và các quốc gia khác. Các nhà học giả qua vô số bài phỏng vấn và nghiên cứu đã viết lên những nhận xét khách quan về nhạc sĩ Phạm Duy. Giáo sư tiến sĩ Stephen Addis: khi ông nói chuyện, đôi tai ông diễn tả trong không khí những đường nét phản ảnh ý nghĩa của lời nói. Gương mặt ông rạng rỡ và linh động thay đổi. Chẳng mấy chốc, không còn bức tường và dự phòng nào để vượt qua, cho dù người nghe có khác biệt về tuổi tác hoặc văn hóa. Tài năng của ông hiếm hoi ở Việt Nam, nhưng cũng hiếm hoi ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Ông nồng nhiệt, sinh động. Trong ông có một Charles Aznavour và một sức hăng hái đầy thu hút của Pete Seeger trên sân khấu. Tiến sĩ Eric Henry, giảng sư tại Đại học North Carolina, Chapel Hill, Hoa Kỳ, nhận định trên tạp san bình luận Đông Nam Á Châu Học: phẩm chất khẳng định của Phạm Duy chắc chắn đã thể hiện qua dòng nhạc của ông. Chúng ta nghe trong đó khuynh hướng của cung trưởng và một sự thôi thúc đầy hân hoan, ôm lấy cuộc đời, thường không thấy trong phần đông tân nhạc Việt Nam. Nhà văn Hoa Kỳ Dale R. Whiteside ghi nhận rằng nhạc sĩ Phạm Duy đã trải qua rất nhiều năm để làm quen với người dân nước ông, từ Bắc vào Trung rồi Nam, mang âm nhạc đến họ và mang âm nhạc của họ theo ông. Lời nhạc đã ban cho ông cũng như sẽ cho chúng ta một mạch nối để cảm nhận được con tim của những thành phần đa dạng trên quê hương ông. Tiến sĩ và nhạc sĩ Jason Gibbs, Hoa Kỳ: ca khúc Phạm Duy, trong khi có lẽ thuộc về dân tộc Việt Nam, rất quan trọng cho tất cả chúng ta. Chúng đem lại cho chúng ta sự hiểu biết về nhân sinh trong những thời kỳ đen tối nhất và tốt đẹp nhất. Nhà nghiên cứu nhạc Âu Lạc Việt Nam George Etienne Gauthier, người Gia Na Đại, đã viết trên tạp chí Bách Khoa nguyên văn bằng pháp ngữ, lời dịch của nhà văn Võ Phiến: trong nghệ thuật có một loạt những niềm hân hoan ưu đẳng, thâm trầm và cao thượng, đến độ ta phải mang ơn mãi mãi kẻ nào đã mang đến cho ta. Nhưng tôi đâu cần phải trích lại câu nói đó của Sasha Guitry nhỉ. Từ rất lâu, Phạm Duy đã xứng đáng với lời này. Chỉ riêng về trường ca, nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác hai thiên trường ca bất hủ, đó là Con đường cái quan và Mẹ Việt Nam vào đầu thập niên 1960. Hơn 30 năm sau, khoảng năm 1993, ông cũng đã sáng tác trường ca Hàn Mạc Tử. Nguồn âm nhạc của Phạm Duy có thể được xem là bất tận. Đến năm 1997, ông đã thực hiện xong phần 1 của Minh Họa Truyện Kiều theo thơ của đại thi hào Nguyễn Du. Nhà thơ, học giả Nguyễn Du, tự Tố Như, hiệu Thanh Hiền, sinh năm 1765, là con quan tể tướng Nguyễn Nghiễm. Ông làm tri huyện tỉnh Thái Bình, rồi thăng tri phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Vào năm 1813, ông được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc. Theo các trang văn tổng hợp, tác phẩm tiêu biểu cho thiên tài Nguyễn Du là Đoạn Trường Tân Thanh và Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, đều viết bằng quốc âm. Đoạn Trường Tân Thanh được gọi phổ biến là truyện Kiều, là một truyện thơ lục bát. Cả hai tác phẩm đều xuất sắc, tràn trề tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, phản ánh sinh động xã hội bất công, cuộc đời dâu bề. Tác phẩm cũng cho thấy một trình độ nghệ thuật bậc thầy. Truyện Kiều đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hóa Việt Nam. Nhiều nhân vật trong truyện Kiều trở thành điển hình cho những mẫu người trong xã hội cũ, mang những tính cách tiêu biểu như Sở Khanh, Hoạn Thư, Từ Hải và đều đi vào thành ngữ Việt Nam. Khả năng khái quát của nhiều cảnh tình, ngôn ngữ trong tác phẩm khiến cho quần chúng tìm đến truyện Kiều như tìm một điều dự báo. Bói Kiều rất phổ biến trong quần chúng ngày xưa. Ca nhạc dân gian có dạng lý Kiều, sân khấu dân gian có trò Kiều, hội họa có nhiều tranh Kiều, thơ vịnh Kiều nhiều không kể xiết. Giai thoại xung quanh Kiều cũng rất phong phú. Tuồng Kiều, cải lương Kiều, phim Kiều cũng ra đời. Nhiều câu, nhiều ngữ trong truyện Kiều đã lẫn vào kho tàng ca dao, tục ngữ. Không chỉ ảnh hưởng sâu sắc trong tầng lớp thị dân, truyện Kiều còn được tầng lớp trên say mê đọc, luận. Vua Minh Mạng là người đầu tiên đứng ra chủ trì mở văn đàn ngâm vịnh truyện Kiều và sai các quan ở Hàn Lâm Viện chép lại cho đời sau. Đến đời Tự Đức, nhà vua thường triệu tập các vị khoa bảng trong triều đến viết và vịnh truyện Kiều ở văn đàn, ở khu văn lầu. Giáo sư Lê Đình Kỵ, người được xem là chuyên gia truyện Kiều, nhận xét: trước sau truyện Kiều vẫn là di sản vĩ đại, là tuyệt đỉnh của nền văn học dân tộc quá khứ. Riêng giáo sư Nguyễn Lộc cho biết, Nguyễn Du trở thành vĩ đại chính vì Nguyễn Du là một nhà thơ nhân đạo chủ nghĩa. Mặc dù xuất thân từ giai tầng quý tộc, nhưng Nguyễn Du lăn lộn nhiều trong cuộc sống của quần chúng, đã lắng nghe được tâm hồn và nguyện vọng của quần chúng. Trên quốc tế, truyện Kiều đã được phiên dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung Hoa, Nhật, Tây Ban Nha,
Tiệp Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi, Thái, Lào và Đại Hàn. Năm 1965, Hội đồng Hòa bình Thế giới kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của nhà thơ Nguyễn Du và vinh danh những đóng góp vĩ đại của ông cho văn hóa nhân loại. Nhà lưu niệm Nguyễn Du được xây dựng ở làng quê ông, xã Tiên Điền, trường viết văn để đào tạo những cây bút mới mang tên ông. Dịp liên hoan mừng Tết Trung Thu trong tình thân hữu và không khí ấm cúng tại trung tâm Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 9 năm 1997 với sự hiện diện quý báu của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các văn nghệ sĩ Âu Lạc như nhạc sĩ Thu Hồ, ca sĩ Lê Uyên và Thân Mẫu, nhà thơ Phùng Minh Tiến, nhạc sĩ Phượng Vũ, nghệ sĩ Ngọc Nôi, nhạc sĩ Phạm Duy Minh, tài tử Joseph Hiếu, đại diện báo Vận Hội Mới cùng các hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, nhạc sĩ Phạm Duy đã giới thiệu lần đầu tiên tuyệt tác phẩm minh họa truyện Kiều do ông sáng tác theo thơ của đại thi hào Nguyễn Du. Kính thưa Thượng Sư, thưa tất cả các quý vị đồng tu, cái truyện Kiều thì có lẽ chúng tôi phải bỏ ra 4 năm thì mới làm đủ 4 cái phần. Bởi truyện Kiều là một câu chuyện có 2.300 câu thơ. Tôi định làm thành một cái opera, một cái đại bi kịch. Thành ra hôm nay tôi đã gần 80 tuổi rồi. Và tôi gần 80 tuổi mà tôi để 4 năm nữa thì tôi 84 rồi. Thì phải làm, phải dùng hết cái năng lực của mình ra để mà soạn cho xong cái tác phẩm này. Chúng tôi xin được giới thiệu với Thượng Sư và các quý vị đồng tu dăm ba đoạn. Quý vị nghe mà tôi bắt đầu tôi thấy quý vị chán là tôi đi xuống. Còn lâu. Tôi hân hạnh được đóng góp vào đêm văn nghệ Tết Trung Thu 97 này với tác phẩm mới nhất của tôi là minh họa truyện Kiều. Tác phẩm này dài 2 tiếng đồng hồ, mới chỉ được thu thanh có phần đầu mà thôi. Và tôi đêm nay tôi xin phép được giới thiệu vài ba đoạn khúc. Và mở đầu là đoạn giáo đầu, tức là prologue, đưa ra thời gian, không gian và nhân vật. Quý vị sẽ nghe một khúc nhạc hoành tráng, rất Việt Nam và rất cổ xưa. Rằng năm chiều mình bốn phương bằng lặng êm, hai kinh vững vàng. Bằng lăng hai kinh vững vàng, có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghị cũng thường thường bực chứng. Nhân tập trai con thứ giọt lòng vương quan là chữ nối dòng nhỏ ra đầu lòng hai à tố nga thúy kiều là chị em là
trong khác vời, muôn trăng đầy đặn nét người nở nở. Hoa cười ngọc thu tuôn tràn, mây thua nước to, tuyết nhường màu da. Thúy Kiều. Bài số 2, nhan đề là Ngày xuân con nén đưa thoi. Nhạc vẫn còn tráng lệ như đoạn giáo đầu vừa rồi, nhưng nó còn là nhạc diễn tả cảnh mùa xuân tươi đẹp. Có tiếng chim qua hát, có đàn én bay ngang trời, và có nắng của 30 ngày cuối xuân soi trên cánh đồng cỏ non xanh ngắt. Springtime in Vietnam. Bài số 3 là Thanh minh trong tiết tháng 3, diễn tả cảnh đông người đi tả mộ. This is a kind of festival in Vietnam in March, a lunar calendar when all the people of the younger generation go to the tombstones, the cemetery place and clean all the tombs from their ancestry. That's what we call Thanh minh. Right. Yeah. Thanh minh means cleaning the place of the ancestry. That's it. Okay. Yeah. Feel very simple. It's springtime, with the swallow flying all over the sky and the grass are green up to the horizon, and so and all the cherry trees are blooming. All this beautiful poetry
describing the springtime when all the people feel alive and rejuvenate again. And this is the music that described together with the poetry. I think it's the most beautiful I ever heard. Wow, so long. Okay. Và sau đây là nhạc trữ tình vui tươi hứng khởi. Hội là đáp thánh gần xa, nô nức yên oanh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Cảm ơn thượng sư, cảm ơn các quý vị đồng tu. Quý vị cho phép tôi trình bày thêm một đoạn nữa nhé. Ba cái đoạn vừa rồi chỉ là tả cảnh thôi. Now it is the feeling now. Wow. Bây giờ là nhạc tả tình. Yeah, yes. Now it's feeling. You know, to many of you, you don't know what it is. This is the greatest poetry of Vietnam. It's made about 300-400 years ago by Nguyễn Du. Many of the Vietnamese young generation also don't know this. But I know this by heart. That's why I can enjoy it too. I can sing along too. But I don't know the music, of course, but I can sing along. I know the lyric. It's very, very beautiful. Bây giờ là đoạn thứ tư, là nhan đề là ngổn ngang gò đống kéo lên. Và đây đó là người ta đốt nhang, người ta đốt tiền giấy, khói bay, smoking, cho bay, the ash. Oh, you know, he tried to tell you that in Vietnam or as well as in China, there is a custom to burn the incense
to worship the ancestors, you know, the deceased, also to burn the golden, they call golden paper money, because they believe that the ghosts don't use the real money, they use paper money, you know, those fake ones. Don't you use it outside the supermarket, okay? Và bây giờ thì không phải là nhạc buổi sáng hay nhạc buổi trưa đó, mà bây giờ là nhạc buổi chiều, tạo cho cái sự nao núng trong lòng người nghe. Xin mời thượng sư và các quý vị đồng tu nghe đoạn số 4. Ngọn ngang gò đông kéo lên thôi vàng vó rắc cho tiền giấy bay. Surprise. Buồn rồi, buồn lắm. This is a sad kind of music. Describe the cemetery and the world of the deceased. Rồi tới đoạn số 5, tức là xè xè nắm đất bên đường. Và là nhạc sầu tê tái. Kiều buồn trước một ngôi mộ vô chủ. Và vương quan mới kể cho chị nghe chuyện đời về của cái người nằm ở dưới mộ. Ngày xưa nàng là một người ca sĩ nổi danh. Và bị chết đi không ai để ý tới nữa. Bởi thế cho nên nàng Kiều buồn khóc. Và đây là đoạn số 5. Xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Nhạc nặng nề, very heavy music. Thank you.
gần xa đạm tiên nàng ấy xưa là ca nhi nổi danh tài sắc một thì xôn xao ngoài ngõ thiêu gì yên oanh kiếp hồng nhan có mong manh nửa chân xuân thoát gãy cành thiên hương rồi một ngày có người khách ở viễn phương xa nghe cũng nức tiếng nàng về chơi hiền tình vừa ghé tới người thì đã châm gãy bình rơi từ bao giờ buồng không lạnh ngắt như tờ dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh khóc than rồi lễ tang này này là nấm mồ này này là nấm Đoạn sau là đoạn đau đớn thay phận đàn bà trước mã đạm tiên kiều quỳ xuống khóc thảm thiết không phải là buồn nhạc thảm thiết dolorous dolorosa. Ba tiếng chuông
xin thành thực cảm ơn thượng sư và quý vị đồng tu. Chúng tôi rất mong có ngày được trình bày toàn diện cái bản kiều này. Thank you so much. Please thank him again for us. He's great. He's so great. You're so great. You're really great. You're great. He's a Beethoven of Vietnam. Because it's so good, really. We are really honored. I am honored myself to have the privilege to hear his masterpiece, really, for the first time before everyone else. It's not published, okay? Do you know that? This is a premiere today. And we are really privileged. This book of poetry is the greatest of all time. I can say of all time, because it's really, really beautiful. I don't know who can make such beautiful poetry. Not me, for sure. It's a whole story about a sad plight of a woman who is very talented, very graceful and very beautiful, and born in a very noble and rich family. But as fate, you know, would have it, she must endure a very, very terrible life. But eventually, you know, she became a spiritual practitioner and joined Suma Jinghai. Well, at that time, you know, the Suma Jinghai of that time, and she realized the transiency of human nature. And then everything else is not important anymore. Her love life, her sad story, and her childhood and everything is just passed away, you know, in her memories, like cloud in the sky or like a dream. Anyhow, it's a very beautiful book because our language is so rich. The Vietnamese language is so rich, so rich. I don't see any other language as rich as that. That's why many adjectives, you know, to describe a woman. We have so many languages, so many words. And here you can say beautiful, nice, pretty. That's it. That's just about it. Huh? Còn Việt Nam, diễm kiều, mỹ lệ, hả? À, gì nữa? À, hả? Cái duyên dáng, à, hả? Xinh xắn, dễ thương, giống tôi vậy đó. còn nữa nhiều lắm mà tại chị hai quên rồi. Thôi. I'm really very impressed. I know you wrote so many, many masterpieces in your life and they are all very dear to you, but I must say to you honestly, this is the best I ever heard from you. You know, I hope you can make the whole book, even though you say it takes 4 years. Why not? You have a lot of time. What else you do in your age? No woman, no alcohol, you know. Đâu ăn chơi gì nữa đâu, thì ngồi nhà viết nhạc đi, để đời. Thì Bồ Tát viết được khúc nào hay khúc đó. À, viết chừng nào ông nhắm mắt thôi. À. He said that because of this whole book, poetry is very long. You know Shakespeare of England, right? Yeah. This is the one, Shakespeare of Vietnam. Really beautiful. So he tried to make it into a long opera. And I hope he can finish before he go back to our boss. You know? No, you go up with me. Anyhow, this is just a little piece of it, because he thinks he might not be able to finish. It probably take 4 years, but it might be longer. I say, what can he do in his age? You know, he can just continue until, you know, he leaves us. He might come back again anyhow. He says so. He likes this life so much. I don't. I probably stop him coming down again. I'll keep him there with me. So maybe he can make more part of this poetry later, and we'll be very grateful and very privileged to hear it again, anytime. Okay? You can see how he loved music, huh?
Oh, he's really graceful the way he expresses it, you know. Oh, he really looked like a kid up there too. So I think he'll be transformed into a children. I feel also like a kid today somehow. I don't know why. Okay, perhaps we are all affected by each other. We are all one anyhow. So when we are in the atmosphere of childlike innocence, we also feel very pure and joyful. So make sure that all of us become a child, you know, and childlike purity like today, and then we can bring a lot of joy into the world without even having to preach anything or do anything. All right? Look at him. He became like a kid up there, and he was really beautiful, huh? Without his impression, we probably couldn't enjoy that much. Really, it's true. We're grateful to you. Theo nhạc sĩ Phạm Duy, đây có lẽ là tác phẩm ông đã dành nhiều công sức nhất kể từ khi sáng tác vào những năm cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21. Tháng 3 năm 2009, ông cho biết đã hoàn tất minh họa Truyện Kiều. Sau khi quà xuân và lời chúc lành của Thanh Hải Vô Thượng Sư được truyền đạt đến nhạc sĩ Phạm Duy, hiện đang cư ngụ tại Âu Lạc, Việt Nam, nhà nhạc sĩ Lão Thành đã cảm động trước lòng quan tâm cùng tấm thịnh tình của ngài và đã gửi lá thư sau đây vào ngày 22 tháng 1 năm 2010. Chúng tôi xin phép được trích đọc và chia sẻ cùng quý vị. Thưa sư phụ, tháng 11 năm 2009 vừa qua, tôi bị đau ruột phải vào nhà thương để cho các bác sĩ giải phẫu. Vào tuổi 90 mà mổ ruột thì rất là nguy hiểm, nhưng may là bác sĩ ở Việt Nam vừa rất trẻ và rất giỏi. Bệnh viện săn sóc rất chu đáo, tôi đã qua được cơn nguy hiểm rồi. Tới nay thì đã hoàn toàn hồi phục. Nay thì có sư phụ, vì tiên đoán được khó khăn của tôi và tặng quà với tiền sở phí, cho nên tôi rất cảm kích và xin có lời cảm ơn sư phụ. Chúc sư phụ luôn luôn được nhiều người trên thế giới bái phục cùng với sự cảm phục tấm lòng từ bi của sư phụ. Nay kính, Phạm Duy. Vào tháng 8 năm 1999, khi được tin hiền thê của nhạc sĩ Phạm Duy là nữ nghệ sĩ Thái Hằng đã về miền an lạc, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã sáng tác hai bài thơ gửi Thái Hằng và cho Phạm Duy dưới bút hiệu Vô Tử để bày tỏ nỗi thương tiếc người ra đi và chia sẻ ngậm ngùi cùng người ở lại. Nghệ danh của nhạc sĩ Phạm Duy và người vợ yêu quý của ông đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư lưu niệm qua bốn câu Thái Sơn lòng không ngăn, thương nhau tình vĩnh hằng. Duy còn ai bên đời, hằng thương tiếc nào nguôi. Mình tự biết lòng nhau, xót xa thầm không nói. Người đi về hư vô, người về buồn cỏ mộ. Thái Sơn lòng không ngăn, thương nhau tình vĩnh hằng. Duy còn ai bên đời, đong ngày tháng thầm rơi. Mùa son không ngoảnh lại, hằng thương tiếc nào nguôi. Trong chương trình kỳ thứ 5 vinh danh nhạc sĩ Phạm Duy hôm nay, chúng ta đã thưởng thức minh họa Truyện Kiều theo thơ của đại thi hào Nguyễn Du, đặc biệt với phần diễn giải của Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhạc sĩ Phạm Duy, được trình bày qua tiếng ngâm của nghệ sĩ Thanh Ngoan và tiếng hát của các ca sĩ Ái Vân, Thái Thảo, Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Duy Quang cùng phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Duy Cường. Phần phụ đề tiếng Anh của Truyện Kiều được trích từ công trình dịch thuật của giáo sư Huỳnh Sanh Thông. Dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy được công chúng vô cùng yêu mến, nhưng trong ông có một sự hòa đồng, gần gũi với mọi người, và có lẽ vì thế ông lại càng được đại đa số quần chúng ngưỡng mộ. Mặc dù ông đã rộng lượng chia sẻ với nhân loại những món quà tinh thần to tát, ông chỉ khiêm cung gọi mình là một ca nhân và xin mọi người cuối cùng hãy nhớ đến ông như một người Việt Nam. Để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe một vài cảm tưởng tiêu biểu của văn nghệ sĩ Âu Lạc Việt Nam và ngoại quốc về nhạc sĩ Phạm Duy. Ca nhạc sĩ Lê Uyên Phương, như tiếng chuông vọng đến từ hư vô, như những tia chớp sáng ngời trong đêm tối, như những tia nắng ấm đầu tiên của một ngày trong mùa đông giá lạnh, như những tia nắng chiều rực rỡ của một ngày đầy vui buồn của kiếp sống.
âm nhạc Phạm Duy đã đến trong mỗi cuộc đời Việt Nam như không khí trong bầu khí quyển của ca dao, tục ngữ, của truyện Kiều, của cung oán ngâm khúc, của chinh phụ ngâm, của ngôn ngữ, của âm thanh, của cảm xúc Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, ông Phạm Duy đa tài, đa dạng và là một người giàu có về âm thanh. Ông có nhiều tiếng nói cho nhiều hoàn cảnh. Nhạc của ông được nhiều thế hệ hát và hát khắp nơi. Nhạc ông được nhiều người nhớ mà nhớ bằng những kỷ niệm đặc biệt. Nhạc ông được hát với một trái tim sôi nổi, nhưng cũng được hát với một nỗi buồn cùng cực. Nhạc ông có nước mắt và cũng được hát với một nụ cười. Thế gian có những thứ tình cảm nào, ông đều cho người ta cơ hội bày tỏ thứ tình cảm đó. Nhà thơ Nguyên Sa, hãy tưởng tượng sân khấu là một vận động trường. Âm nhạc có một thế nhạc hội tương tự như thế vận hội. Trên đài cao tường thượng, Phạm Duy phải được mời lên cả chục lần, lấy nhận đủ thứ huy chương vàng. Người lực sĩ âm nhạc di chuyển nhiều nhất, Phạm Duy, gia đình âm nhạc huy chương vàng Phạm Duy, Thái Hằng Lễ Lừng, Duy Quang, Duy Cường, Thái Hiền, Thái Thảo, Thái Hạnh đều là những tên tuổi sáng chói. Số lượng sáng tác nhiều nhất Phạm Duy, số lượng lời Việt cho những bản nhạc ngoại quốc Phạm Duy, huy chương vàng cho chạy tốc độ Phạm Duy, chạy đường trường Phạm Duy, chạy tiếp sức Phạm Duy, ném lao, ném xào, nhảy cao, nhảy xa, giải thưởng hồi ký, huy chương vàng, huy chương vàng, huy chương vàng. Phạm Duy là một đại lực sĩ. Nhà nghiên cứu âm nhạc, người dân ắt đại Georges-Étienne Gautier. Sở dĩ tiếng Việt Nam có thể gợi nơi tôi một chút ý tưởng hòa bình và đẹp đẽ, nhân ái và từ thiện. Sở dĩ trải qua nhiều tháng, nhiều năm, tôi đã có thể yêu mến nước Việt Nam, ít ra cũng như yêu mến chính nước tôi. Sở dĩ như thế, trước hết và trên hết là chính nhờ Phạm Duy và một số nghệ sĩ Việt Nam khác. Ca sĩ Thái Thảo là ái nữ của nhạc sĩ Phạm Duy và nghệ sĩ Thái Hằng. Tiếng hát Thái Thảo dịu dàng, thanh tao, được nhiều khán thính giả ái mộ. Cô thường trình diễn chung với phu quân là danh ca Tuấn Ngọc. Nữ ca sĩ Thái Thảo đã được Thanh Hải Vũ Thị Sư trao quà lưu niệm nhân buổi nhạc hội từ thiện Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vũ Thị Sư tổ chức vào tháng 12 năm 1996, hỗ trợ văn nghệ sĩ tại Âu Lạc. Sự nghiệp ca hát sáng chói của Ái Vân bắt đầu khi cô tốt nghiệp Đại học Thanh Nhạc Hà Nội năm 1978. Ngoài tài năng âm nhạc, Ái Vân còn là diễn viên phim ảnh và truyền hình. Ái Vân được trao tặng nhiều giải thưởng, bao gồm giải Golden Plaque dành cho ca sĩ dân ca hay nhất trong năm 1996. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã triệu mến tặng quà lưu niệm cho nữ nghệ sĩ Ái Vân trong buổi nhạc hội từ thiện Đường vào nhạc tâm linh và tình yêu do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1997. Nhạc sĩ Duy Cường là thứ năm của nhạc sĩ Phạm Duy. Anh là một nhà hòa âm nổi tiếng trong âm nhạc Âu Lạc. Khi thực hiện phần hòa âm phối khí cho minh họa truyện Kiều, nhạc sĩ Duy Cường đã công phu sưu tập mẫu âm thanh của hầu hết các nhạc cụ dân tộc và tài tình kết hợp nhạc thuật Đông Phương và Tây Phương. Nhạc sĩ Duy Cường cho biết, hòa âm là tổ chức cho một bài hát. Tôi hy vọng mình sẽ góp sức cho âm nhạc Việt Nam giàu đẹp hơn. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tận tay trao quà lưu niệm cho nhạc sĩ Duy Cường trong đêm nhạc hội từ thiện Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào tháng 12 năm 1996 tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Thanh Ngoan là một diễn viên chèo xuất sắc của Âu Lạc, sinh quán tại tỉnh Thái Bình, miền Bắc Âu Lạc. Cô đã đến với nghệ thuật chèo từ năm lên 9 tuổi và là người đầu tiên đưa ca trù vào chèo. Cô đạt được nhiều giải thưởng cao quý như Huy chương vàng 1992, Giọng hát chèo toàn quốc và Huy chương vàng 1995, Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Nghệ sĩ Thanh Ngoan cũng đã góp mặt trên truyền hình Vô Thượng Sư trong vở chèo Quả Cao Vàng. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi quà và những lời chúc tốt đẹp nhất đến nữ nghệ sĩ Thanh Ngoan. Giáo sư Huỳnh Sanh Thông sinh quán tại Hóc Môn, miền Nam Âu Lạc. Ông tốt nghiệp Đại học Ohio năm 1951 với bằng cử nhân kinh tế. Năm 1957, ông là giảng viên về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam tại Đại học Yale, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Ông được xem là dịch giả hàng đầu tới tác phẩm Truyện Kiều, bản dịch bằng Anh ngữ của ông do Random House xuất bản vào năm 1973 và sau đó đã được Đại học Yale tái phát hành bản song ngữ đối chiếu vào năm 1983. Ngoài ra, ông còn đóng góp rất nhiều trong việc chủ biên các tập san văn hóa, lịch sử, cũng như dịch thuật rất nhiều thơ, truyện bất hủ như Chinh Phụ Ngâm của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm,
ông được trao nhiều giải thưởng văn học cao quý như giải MacArthur vào năm 1987, vinh danh những nỗ lực bảo tồn và giới thiệu văn hóa Âu Lạc đến những cộng đồng tiếng Anh trên thế giới. Giáo sư Huỳnh Sanh Thông qua đời năm 2008, hưởng thọ 82 tuổi. Chân thành tri ân nhạc sĩ Phạm Duy đã tặng cho đời những dòng nhạc tuyệt tác của ông, thắp lên ngọn đuốc của niềm tin, thương yêu và hy vọng trong cõi nhân gian. Trân trọng kính chúc nhạc sĩ Phạm Duy sức khỏe an khang, hạnh phúc bên người thân, nguồn sáng tạo sung mãn và luôn được bao nhiêu ân điển tâm linh. Cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television. Farewell for now. Có một cái chương trình văn nghệ rất là lớn, chủ đề là những vết tiền thân và tình ca quê hương. Trong năm đó là cũng cái năm mà lần đầu tiên chị cũng như là ba của chị là nhạc sĩ Thu Hồ được hân hạnh gặp được sư phụ Thanh Hải. Hình như trong chương trình đó ba chị có viết một bài thơ rất là dễ thương gửi tặng đến cho sư phụ, là bài thơ mang tựa đề là Cành Huệ Trắng. Kính mời quý vị đón xem vào thứ Bảy ngày 15 tháng 5 năm 2010 trên truyền hình Vô Thượng Sư, một chương trình đặc biệt tưởng nhớ nhạc sĩ Thu Hồ, tác giả của ca khúc Quê Mẹ. Hồn cô ngữ mang mang, vẫn phơ lá thu vàng. Chim hồng lên bạt gió, cánh
đã hư vô, ca chi sầu biệt ly, buồn chi có ven hồ. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.